Thưa quý vị và các bạn, đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2019, người đẹp Nguyễn Trần Khánh Vân nổi tiếng với sự thông minh, xinh đẹp và vô cùng bản lĩnh. Hoa hậu luôn nhận được sự yêu mến không chỉ bởi nhan sắc, mà ngoài ra thì Khánh Vân còn là người nổi tiếng có thái độ sống hết sức tích cực và lạc quan. Dạ vâng, đúng như vậy. Và tuy nhiên thì ít ai biết được rằng là nàng hậu Khánh Vân đã có những ký ức vô cùng ám ảnh vì suýt trở thành nạn nhân của xâm hại tình dục. Và trong hành trình chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2020, Khánh Vân đã chia sẻ mong muốn được nói lên tiếng nói của bản thân mình để có thể bảo vệ cho các nạn nhân của vấn nạn này tại đấu trường nhan sắc quốc tế. Quyết định của Khánh Vân đã và đang nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả. Và trong tiểu mục Cà phê sữa đá ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với cuộc trò chuyện của phóng viên chương trình với Hoa hậu Khánh Vân để hiểu rõ hơn về quyết định này của bản thân cô. Nguyễn Trần Khánh Vân, sinh năm 1995, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Cô từng được xứng tên là người đẹp áo dài, top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2015 và giải bạc siêu mẫu năm 2018. Với kinh nghiệm chinh chiến tại nhiều cuộc thi dành cho người mẫu, sau 4 năm, Khánh Vân tiếp tục tham dự cuộc thi nhan sắc Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2019. Và chinh phục thành công ngôi vị hoa hậu của cuộc thi. Với nhan sắc được đánh giá cao và lối ứng xử thông minh, Khánh Vân cũng sẽ là đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2020. Hiện tại, người đẹp đến từ thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức bước vào các khóa huấn luyện chuyên sâu về ứng xử tiếng Anh, hình thể để chuẩn bị cho hành trình đến với cuộc thi này. Xin chào quý vị khán giả, ngày hôm nay Kim Thoa rất là may mắn khi có cơ hội được trò chuyện cùng Hoa hậu Khánh Vân. Xin chào Khánh Vân. Dạ, em chào chị. Ngày hôm nay thì em rất là vui khi mà có cơ hội được ngồi đây để mà chia sẻ với lại chương trình của mình. Khánh Vân thân mến, ngay sau khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2019 thì hiện tại có biết cuộc sống của bạn có nhiều sự thay đổi hay không? Dạ có chứ, nếu như mà nói là thay đổi thì em nghĩ là thay đổi rất là nhiều. Thì bây giờ thì khi mà em được nhận một cái phần thưởng rất là quý giá từ Hoa hậu Hoàn vũ, đó chính là một căn nhà được ở 2 năm, rồi mình có xe đi, thì tự nhiên với là mình có những cái anh chị là ekip của mình lúc nào cũng bên cạnh mình, chia sẻ với mình, thì đó là một cái mà em cảm thấy là may mắn với em. Còn để mà về suy nghĩ thì tại sao? Là vì trước khi mà đăng quang thì em vẫn chưa có hình dung ra được cái sức nặng cũng như là cái áp lực mà vương miện của Hoa hậu đem lại. Thì khi mà mình đăng quang rồi và có một cái khoảng thời gian, một vài tháng, thì bắt đầu mình nhìn nhận nhiều vấn đề. Nó sẽ giúp cho em trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Và em biết rằng em phải có trách nhiệm với cộng đồng và với những người xung quanh như thế nào. Thành công như thế thì bản thân Khánh Vân cũng đã trải qua 6 cuộc thi sắc đẹp. Mọi người thường có nói là có lẽ là bởi vì Khánh Vân đã ngay từ rất lâu rồi bạn luôn đặt ra một cái mục tiêu là mình phải giành được một cái vương vị cao nhất cho một cuộc thi sắc đẹp thì mới dừng lại, có đúng không? Và cái lý do tại sao là bạn có thể có nhiều động lực để tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp như vậy? Ngay từ khi mà em còn rất là nhỏ thì em đã theo dõi những cái cuộc thi sắc đẹp của Việt Nam của mình. Khi mà em nhìn thấy các chị rất là đẹp, em lúc nào em cũng ước ao. Em nói là em có nói với ba mẹ em là không biết đến khi nào con mới được như các chị ha, con được đứng trên sân khấu, được mặc đồ đẹp, được trình diễn và được sự tự tin như các chị. Thì em nói là cái điều mà em lúc nào cũng ấp ủ. Nhưng mà em không ngờ được là cái cơ duyên đem em đến với nghề, với nghệ thuật. Và em cũng đã bắt đầu chập chững đóng những bộ phim nho nhỏ, rồi em cũng đi chụp hình, cũng làm người mẫu. Rồi bắt đầu em tham gia từ một cuộc thi nhỏ. Sau khi mà đạt được thành tích ở một cái cuộc thi nhỏ thì bắt đầu từ rồi em có lại có đam mê về những cái cuộc thi nhan sắc lớn hơn, chinh phục những cuộc thi nhan sắc lớn hơn. Nhưng mà đúng là khi mà sau tới quá trình bây giờ thì với những gì mà em đã đạt được thì em mới hiểu được một điều là mình hãy cứ theo đuổi cái đam mê của mình, theo đuổi cái ước mơ và hoài bão của mình bằng hết tất cả những cái gì trong lòng của mình, cứ bằng cả trái tim của mình. Mình hãy cứ hết lòng và không bao giờ bỏ cuộc. Và bên cạnh đó thì Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, khi mà em quyết định comeback lại, em quay trở lại, thì thực ra là do là em suy nghĩ là em không muốn là thanh xuân của em trở nên hối tiếc. Cho nên là em muốn là lần này em sẽ quay trở lại và em thỏa sức, em sẽ hết lòng nữa. Em vẫn sẽ có nghĩa là bỏ hết tâm tư và tình cảm của mình vào cuộc thi. Để ví dụ như nếu như mình không được gì đi chăng nữa thì ít nhất về mình vẫn sẽ còn những người bạn. Em cũng muốn nói một điều là với tất cả những các bạn nữ thì hãy cứ tự tin, hãy cứ đam mê và hãy cứ chinh phục những cái điều mà mình mong muốn, và biết đâu đó vào một ngày gần nhất mình sẽ đạt được cái điều mà mình ấp ủ.
Có thể nói Khánh Vân là một người rất là bản lĩnh đúng không ạ? Bạn luôn luôn đặt ra những cái thử thách và mong muốn chinh phục điều đó. Khi mà nói về các cuộc thi thì tôi được biết là sắp tới thì bản thân Khánh Vân cũng là đại diện cho Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới. Vậy thì bạn đã chuẩn bị điều gì cho cuộc thi sắp tới? Dạ, thời gian vừa qua thì phải nói là có rất là nhiều khó khăn. Nhưng mà trong cái khó khăn nào thì cũng cần có sự cố gắng hết. Thì em cũng cố gắng rất là nhiều để mà training thêm những cái kỹ năng và cho mình thêm những cái kiến thức để mình có thể tự tin đến với cuộc thi. Mỗi hoa hậu thì sẽ đem đến một điều đặc biệt riêng và em cũng vậy. Thì em nghĩ là mình là một người con của Việt Nam, mình hãy đem đến tất cả những cái gì tốt đẹp nhất, tất cả những cái gì mà tự hào nhất để giới thiệu với bạn bè quốc tế, và đó là cái điều mà em mong muốn. Với các đại diện sắc đẹp trước đây của Việt Nam luôn luôn chuẩn bị cho mình những câu chuyện khi mà ra đấu trường quốc tế, vậy thì đối với Khánh Vân, câu chuyện là bạn sẽ mang tới Hoa hậu Hoàn vũ thế giới sắp tới là câu chuyện như thế nào? Mỗi hoa hậu sẽ có một câu chuyện, và câu chuyện của em năm nay thì chắc chắn vẫn sẽ là một câu chuyện liên quan đến nữ quyền. Em rất rất là yêu những người phụ nữ. Em rất là yêu và muốn bảo vệ tất cả những người phụ nữ, tất cả những cái em nhỏ hay là tất cả những người già. Nhưng mà cái điều mà em muốn mong muốn nhất là nữ quyền. Và một cái dự án mà em nghĩ là em cũng đã từng thấu hiểu được, thì em mong muốn là làm cái dự án đó chính là dự án OBV, gọi là một cái tổ chức mang tên là Nhịp cầu Hạnh phúc. Thì tổ chức đó chuyên giải cứu và nuôi dưỡng những đứa trẻ bị xâm hại hoặc có khả năng bị khai thác tình dục. Các em nhỏ đó và bị những người khác, những cái người mà phải dùng từ rất là xấu tính, họ làm những cái điều đó với các em. Cho nên chính vì điều đó em luôn muốn làm mọi hành động để có thể bảo vệ cũng như là giúp đỡ các em nhỏ mà bị khai thác và xâm hại tình dục. Nói như vậy tức là bạn đang mang câu chuyện của chính bản thân mình để có thể nói về cái nạn xâm hại tình dục đúng không ạ? Dạ, em thì em rất là may mắn khi mà em chỉ là một nạn nhân bất thành thôi. Em chỉ là vì những cái phút giây mà mình không có gọi là cảnh giác thì mình đã trải qua cái tình huống đó. Nhưng mà khi mà em đến vào cái dự án này thì thật sự là đây là một trong những dự án rất là khó. Thật sự phải rất là khó, tại vì nó rất là nhạy cảm, và khi mà mình phát ngôn, khi mà mình hành động, nó đều phải có chừng mực và có giới hạn, và mình phải làm sao khi mà mình nói ra thì tất cả mọi người hiểu và chia sẻ và cũng như là ủng hộ mình, tại vì nó rất là khó nói. Nhưng mà em rất là hy vọng rằng khi mà một cái dự án nó càng khó thì em càng muốn cố gắng làm được nó, và em luôn luôn mong làm sao tất cả mọi người có thể sẽ đồng hành cùng em để mà chúng ta có thể cùng chung tay lên bảo vệ những em nhỏ như vậy. Thì em nghĩ là cuộc sống còn gì ý nghĩa hơn đúng không ạ? Xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của Khánh Vân. Hy vọng là trong thời gian tới thì Khánh Vân sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cũng như là có được kết quả cao nhất trong cuộc thi sắp tới mà bạn sẽ tham gia. Xin cảm ơn.